Rồi, xin chào anh em. Để theo cầu của anh em phép lên con Jupiter V13 năm anh em ha. Tiền ít mà thật nhiều nè. Đó. Có 13 14 triệu mà được sở hữu con xe tầm giá kêu là đỉnh của hồi xưa nên nha anh em. Con này chắc tầm 204 205 thôi. Nó là chỉ có dòng đời 203 luôn nha anh em ơi. Chỉ là đời đầu luôn rồi. 203. Máy móc đầu nồi nói chung là chưa có đụng chạm hết trơn ha anh em, zin bao anh em zin. Quay cái đầu bò cho coi, đầu bò này anh em giật ha, chưa có đụng chạm gì hết ha. Đó, nắp cam, nắp cò, nắp cam chưa có đụng chạm, chưa có đụng chạm ha, nắp xúc bắp chưa có đụng chạm luôn. Đầu máy zin đẹp tự nhiên, không bề qua tẩy rửa, không có bị chà xát gì hết anh em ha. Về bấm biển rồi đi thôi, trâu bò luôn, chạy kiểu như anh em mình kỹ lưỡng nhớt nhau nhông sinh dễ vỏ bánh là quất thôi. Muốn hư cũng khó à. Đó. Tầm tiền này xài quá ok à. Con hồ sơ có sẵn nha. Máy rất là êm nha anh em ơi. Đầy đủ anh em ha. Rồi anh em yêu quý dòng này thì điện thoại cho phép cho shop em để ủng hộ nha anh em ơi. Giá rất là dễ xài ha. Rồi xin cảm ơn.